cho các bạn. Tiếp tục liên quan tới vụ án tư tu Hồ Duy Hải, nếu hủy bản án thì có điều tra lại được hay không? Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao cho rằng vụ Hồ Duy Hải có những sai lầm nghiêm trọng về tố tụng và đề nghị hủy án điều tra lại. Tuy nhiên, điều tra lại có khắc phục được không là vấn đề được phiên giám đốc thẩm đặt ra. Vào chiều ngày 7 tháng 5, phiên xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải giết người, cướp tài sản xảy ra tại bưu điện Cầu Voi tiếp tục được làm rõ những dấu hiệu vi phạm trong tố tụng. Đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã cho rằng các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm trong thủ tục tố tụng, bỏ sót những chứng cứ của vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa ra một số lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án, dẫn đến sai lầm trong giải quyết vụ án. Chính vì thế, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao cho rằng cần phải khắc phục để bảo vệ việc giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Tại phiên giám đốc thẩm thì điều tra viên cũng đã thừa nhận có nhiều sơ suất trong quá trình khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng như hung khí gây án, dấu vết vân tay, mẫu máu. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và đại diện tòa cấp sơ thẩm, phúc thẩm đều cho rằng sơ suất vi phạm này không làm thay đổi bản chất của vụ án. Đại diện hội đồng thẩm phán đã đặt câu hỏi những vi phạm trong tố tụng ảnh hưởng đến tính chất khách quan của vụ án. Giả sử hội đồng hủy bản án đó đi thì những nội dung này có khắc phục được hay không? Trả lời về vấn đề này, đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã cho rằng những vi phạm tố tụng trong vụ án là nghiêm trọng. Nếu hủy bản án có điều tra lại được hay không là việc của cơ quan điều tra. Bởi vì thời gian từ năm 2008 đến nay rồi, vật chứng dấu vết đó còn hay không, có làm được không, đó là việc của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, thành viên hội đồng thẩm phán cho rằng vật chứng đã bị tiêu hủy, mẫu máu không còn nữa thì có điều tra lại cũng không thể khắc phục được. Đại diện khác của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao cũng thừa nhận có những vấn đề không thể khắc phục nhưng cần đặt trong tổng thể của vụ án để truy xét và lấy trục chính từ những lời khai nhận của Hồ Duy Hải và chứng minh tính xác thực bằng những tài liệu nhân chứng khác. Chúng ta cần xác định thêm về mặt khoa học khoảng thời gian chết của nạn nhân để hỗ trợ thêm những chứng cứ bị mất, đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao nêu ví dụ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.